À, xin chào quý vị trên chương trình trực chuyện TV. Thì vừa qua có một dòng thông báo ở trên cái trang nhạc của đài truyền hình SBTN. SBTN là một đài truyền hình gọi là nói tiếng Việt ở tại Hoa Kỳ cũng là khá lớn. Và nhiều người đó thì đánh giá rằng cái đài SBTN này là đài chống cộng. Nhưng mà số khác thì cho rằng đây không phải là đài chống cộng. Bởi vì trong suốt một khoảng thời gian rất là dài, đài SBTN đã có những cái chương trình hay là có những cái hoạt động, thậm chí là có cử phóng viên về Việt Nam nữa, ngay trong những cái thời điểm năm 2010 đó, những cái thời điểm rất là khó khăn trong cái ban giao hay là có một sự chưa có cởi mở rõ ràng giống như là trong thời điểm như hiện nay, mà đài SBTN là một cái đài nói rằng là chống cộng, tại sao được cử người làm coi như là một cái nhân viên mang tên là Thanh Toàn đó, đã nằm ở trong Việt Nam để mà đưa các phóng sự về Hoa Kỳ. Rồi sau đó thì ông Trúc Hồ là cái người đứng đầu của SBTN cũng đã có những cái phát biểu mà những người chống cộng cho rằng là lạc hướng hay là lung lay các cái ý chí gọi là chống cộng, khi mà nói rằng là chống cộng lật đổ cộng sản là sai gì đó. Thì tất cả những cái phần đó chúng ta không muốn nói sâu vào ở đây, bởi vì chúng ta sẽ có những cái video clip khác để mà đào sâu hơn về cái vấn đề này, bởi vì nó có khá nhiều các cái thông tin. Hôm nay thì chúng tôi chỉ muốn nói đến một cái vấn đề nó liên quan thôi. Đó là ở trên cái trang nhà của SBTN, tức là Sài Gòn Broadcasting Television Network, viết tắt là SBTN, thì cái đài truyền hình SBTN xin kính mời quý hội đoàn đến tham dự buổi gặp gỡ luật sư Nguyễn Văn Đài, Hội Anh Em Dân Chủ, với chủ đề Việt Nam và Tiến trình Dân Chủ. Buổi gặp gỡ được tổ chức tại hội trường SBTN vào lúc 2 giờ chiều đến 4 giờ chiều giờ California vào ngày Chủ nhật 11 tháng 9 năm 2022, tại địa chỉ là ở Garden Grove ha, hình như là đây là cái trụ sở của SBTN là phải. Và điều họp chương trình là blogger điếu cày Nguyễn Văn Hải. Thì Nguyễn Văn Đài hay là Nguyễn Văn Hải, blogger Nguyễn Văn Hải, thì chắc là những người mà tham gia những cái mạng xã hội đó hay là có thường quan tâm tới tình hình chính trị hay là những cái vấn đề pháp luật của Việt Nam thì rõ ràng rất là biết về Nguyễn Văn Đài. Thì Nguyễn Văn Đài đây có một cái poster thì cũng được đưa ra SBTN, nói rằng đài truyền hình SBTN kính mời các hội đoàn đến tham dự, thì cũng có nội dung giống như chúng tôi mới vừa đọc. Và đối với Nguyễn Văn Hải là cái người nào? Nguyễn Văn Hải là một người mà trước đây làm bộ đội ở trong Việt Nam, và sau đó đó thì giải ngũ và có những cái hoạt động, hay nói đúng hơn là chống Trung Quốc, rồi có những cái máy ảnh để mà đi chụp những cái cảnh quan ở trong Việt Nam, và sau đó là như tham gia và đã bị bắt để mà khởi tố, đầu tiên hết về cái tội trốn thuế, và sau đó thì bị phạt thêm một cái tội danh khác, hình như là cái tội tuyên truyền chống nhà nước. Thì Nguyễn Văn Hải sau đó đã được ngay cả Nguyễn Văn Hải thì đã được định cư ở tại Hoa Kỳ trong một cái chương trình gọi là được Hoa Kỳ cho phép ra đi để mà vì cái vấn đề nhân đạo, tức nghĩa là Nguyễn Văn Hải vẫn còn có cái bản án và không có một quyết định gọi là xóa án hay là một quyết định mà gọi là tha, gọi như là đình chỉ các vụ án. Thì cái việc mà ra đi như thế này thì chúng ta thấy rằng trong nhiều năm vừa qua đó, thì những người mà ra đi này gọi là tù nhân lương tâm, những người mà họ chống cộng hay là những người mà gọi là đấu tranh dân chủ nhân quyền thì nói rằng đó là những tù nhân lương tâm. Còn đối với Việt Nam thì cho rằng đây là những người mà Việt Nam là những người tội phạm, và đây là những người mà Việt Nam cho ra đi để mà vì vấn đề nhân đạo. Trong đó có khá nhiều, có hơn hàng chục người đã được ra đi như vậy. Có người thì ở tù 5 năm, 10 năm, thí dụ như Nguyễn Văn Hải hình như là 6 năm. Rồi nhưng rất là nhiều người, có những người ở có 2 năm cũng có thể đi rồi, thí dụ như là mẹ nắm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh và rất là nhiều người khác nữa, ngay cả Nguyễn Văn Đài cũng vậy. Nguyễn Văn Đài là ai? Nguyễn Văn Đài là một luật sư ở trong Việt Nam, đã từng là luật sư nhưng mà sau đó thì đã bị vi phạm pháp luật và đã bị xét xử, và cái lần cuối cùng hình như là bị xét xử về cái tội, hai lần ra tòa, một lần cuối cùng thì ra tòa với cái tội danh là hình như là hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, và bị tòa án của Việt Nam xét xử với cái mức án lên tới 15 năm tù giam, nhưng mà cũng chỉ ở được có vài năm thôi, 2 3 năm gì đó thì cũng đã được
chính quyền của nước Đức can thiệp, và sau đó thì Việt Nam cũng gọi là cho ra đi, gọi là cái dạng vì nhân đạo, tức là cũng không có vấn đề xóa án, cũng không có vấn đề mà gọi là thả trả tự do. Đây là vấn đề mà chúng ta thấy nó rất là khác. Nhưng mà Nguyễn Văn Đài ra đi cùng với cái dạng giống như là của Nguyễn Văn Hải điếu cày, nhưng mà có cái khác nhau là một người thì ở bên châu Âu, một người thì ở bên bên Mỹ. Thì có thể nói rằng Nguyễn Văn Hải đó thì trước đây làm lùm xùm rất là nhiều, ngay trong cái thời gian mà đang bị ở tù đó, thì những cái đài báo Việt ngữ ở tại hải ngoại, trong đó có khá nhiều những cái tờ báo mà không có thiện cảm đối với Việt Nam, những cái tờ báo cũng khá lớn đó, chúng ta nghe tên thì cũng khá nhiều. Và những cái tờ báo đó, rồi một số các cái đài nữa, đài lớn hay là những cái đài mà nói tiếng Việt, thì đã đưa những cái bản tin cổ xí về Nguyễn Văn Hải. Và trong đó có một cái bản tin mà sau này đó là một cái sự ê chề, sau này là một sự hớ, và nói về Nguyễn Văn Hải là cái người bị mất tai ở trong tù có hay không như vậy. Và những cái tờ báo lớn đưa những bản tin như vậy, mà sau đó thì chúng ta thấy rằng ông Nguyễn Văn Hải hay gọi là Hải Điếu Cày, khi mà được sang Hoa Kỳ thì tay chân đâu có bị mất đâu, nhưng mà họ cứ làm rùm beng lên, họ nói là có hay không ở trong ngâm tù của cộng sản đã bị cộng sản chặt đứt tay rồi, không có cho vô thăm, hay là ông Nguyễn Văn Hải đã mất tiêu rồi, hay ông Nguyễn Văn Hải bị gãy tay, đủ thứ chuyện hết, rồi hô hào những cái vấn đề gọi là tuyệt thực các thứ. Nhưng mà ai cũng biết được rằng những cái tuyệt thực mà lên đó mấy chục ngày chỉ là những cái điều để mà nói cho nó vui, chứ thực chất là không có cái chuyện đó. Bây giờ mà nhịn đói khoảng chừng 3 bữa thôi cũng đã không thể rồi. Và những cái nhịn đói thì chúng ta không muốn nói đi sâu về vấn đề đó, nhưng mà chúng ta cũng sẽ nói những cái video clip về chuyên đề Nguyễn Văn Hải là riêng. Nhưng mà hôm nay đó thì trước cái bản tin như thế này, thì trong lực lượng chống cộng hay là cái cộng đồng Việt Nam ở tại hải ngoại đã lên tiếng, ngay cả những người mà chống cộng thì ta cũng lên tiếng rất là nhiều. Họ cho rằng đó cái cách mà ông Nguyễn Văn Đài, người ở bên nước Đức mà đi sang bên Hoa Kỳ, tức nghĩa rằng mang danh rằng là hội anh em dân chủ, thì cái hội anh em dân chủ là một cái hội mà bị bên phía Việt Nam họ quy kết rằng là ngoại vi của một cái đảng, có thể nói là gần như là đảng Việt Tân, hoặc là có những cái hoạt động mà những thành viên của hội này thì gần như đã bị đi tù hết. Trong cái lần mà ông coi như luật sư Nguyễn Văn Đài được ra đi ở bên nước Đức, nhưng mà những thành viên khác, ví dụ như Nguyễn Văn Trội hay là nhiều người khác đó, thì nhiều người bị mức án thấp nhất là 7-8 năm, có người thì 14 năm, 13 năm, 12 năm gì đủ thứ chuyện hết, mà tất cả những người đó vẫn còn ở trong Việt Nam. Trong khi đó Nguyễn Văn Đài là cái người gọi là cái nhóm lãnh đạo, nhưng mà lại cao chạy xa bay, và bây giờ đi qua bên nước Đức thì ăn hưởng, có thể là đang vận động, mang danh rằng vận động đấu tranh dân chủ nhân quyền cho Việt Nam, rồi đi đi gọi là tiếp xúc với các cái dân cử để mà đưa các cái tiếng nói tố cáo dân chủ nhân quyền của Việt Nam, hoặc là muốn vận động một cái đạo luật gọi là đạo luật Magnitsky cho Việt Nam. Nhưng mà tất cả những cái điều đó gần như là vô vọng, chúng ta đã thấy rồi, không có một cái tác dụng gì đối với chính quyền Việt Nam, và chính quyền Việt Nam người ta cũng chả sợ nữa. Nói chung rằng người ta đó, Việt Nam gần như là có cái chủ trương rằng những người gọi là tù nhân lương tâm đó, hay những người mà đang bị các cái tội mà tội xâm phạm an ninh quốc gia, thì nếu mà có quốc gia nào mà họ bảo lãnh mà họ nuôi, có khi là họ người ta có thể là cho đi luôn, cho đi rất là nhiều, cho đi hàng loạt không chừng nữa. Thì nhưng mà những cái nhóm mà hội đoàn ở hải ngoại đó, người ta lãnh đâu phải là họ lãnh tất cả đâu, họ lãnh một cách trong sáng, họ chỉ lãnh những cái con gà của họ thôi. Thí dụ như cái cá nhân đó là của đảng này thì họ vận động cho ra, đảng họ vận động nhưng mà họ đảng phá họ không có vận động, cho nên làm nó mới có cái sự kiện rằng là không phải là cái sự ra đi của bất cứ một cái người nào cũng đều được hoan nghênh. Và những cái người mà ra đi trong cái trường hợp này thì có nhiều người đến Hoa Kỳ hay là ra nước ngoài rồi, nó có cuộc sống rất là khó khăn, phải bươn chải, hoặc là những người mà họ có cái lòng tự trọng tốt hơn á, trong cái nhóm mà gọi là tù nhân lương tâm mà ta có lòng tự trọng, người ta tự động người ta kiếm ăn, người ta tự động đi làm, người ta sống bằng cái sức lực của họ, bằng cái công sức của họ, mặc dù họ có thể chống cộng đi nhưng mà họ làm bằng cái bàn tay của mình.
Còn có những kẻ thì qua chỉ biết đi vận động, chỉ biết hô hào chống cộng, mới bước xuống Hoa Kỳ thì người ta đưa cái cờ vàng vào trong cái cộng đồng này, mà đưa cái khăn vàng vào á thì hất ra, không có chấp nhận là đã nó có một cái điểm mà điểm trừ rồi. Sau đó thì nói là tôi xuống Hoa Kỳ, tôi qua đây là để đấu tranh cho các bạn, tôi đấu tranh dùm cho các bạn, hay tôi đấu tranh cho quý vị. Thì những người ở hải ngoại người ta nghe rất là sốc, nhất là trong cái lực lượng cờ vàng, những chú, những bác, hay là những cái người mà nằm trong cái lực lượng của Việt Nam Cộng Hòa trước kia, người ta đã qua bên đây mấy chục năm rồi, có người 30 40 năm, thậm chí là có người đi ngay năm 1975. Thì hồi đó người ta nói rằng ở đây nó có hội đoàn, có tất cả những cái đoàn thể, và người ta đã chống cộng liên tục từ lúc mà không biết là anh ta còn đang ở trong cái quân đội của nhân dân Việt Nam, tức nghĩa là còn đi bộ đội, hay làm anh Nguyễn Văn Đài khi đó còn là đang học ở trong cái mái trường xã hội chủ nghĩa, hay là được chính quyền xã hội chủ nghĩa đưa đi gọi là lao động hợp tác gì đó ở bên nước Đức, một cái trường hợp mà chỉ được đặc biệt áp dụng cho những cái gia đình mà gọi là gia đình có công với cách mạng thôi, chứ không có gia đình thường nào mà được ra đi mà xuất khẩu lao động trong cái trường hợp đó, hay đi hợp tác lao động đó, mà nhất là nước Đức nữa, mặc dù là Cộng hòa Dân chủ Đức nhưng mà không phải là dân thường, cái lý lịch mà yếu không thể đi được, do đó thì phải nằm trong cái gia đình rất là cộng sản. Và trong khi mà người ta đấu tranh rất là miệt mài như vậy thì người ta không cần những cái đám nào hay là những cái kẻ nào mà gọi là bây giờ mới lớn lên ở trong Việt Nam, mới bị ở tù có vài ba năm tù về một cái tội danh, một cái tội danh có khi là vì mình làm bất cẩn, hay có khi mình ngoan cố, mình cố chấp, mình làm một cách không có hiểu biết, vi phạm các pháp luật của Việt Nam và bị Việt Nam họ đã chụp cho những cái tội như vậy, ngay cả bản thân mình cũng không cãi được, mà bây giờ mình đi ra bên ngoài thì mình lại muốn dạy dỗ cho những người chống cộng, mình dạy dỗ cho những cái người chống cộng là bây giờ là phải đấu tranh dân chủ nhân quyền như thế này như thế kia. Tức là có những kẻ đó họ còn nói rằng đó là mấy chú mấy bác trước bây giờ chỉ biết là cái gì bóp cò thôi, mấy chú mấy bác có biết cái gì mà cộng sản đâu, bây giờ chống cộng sản phải khác lắm, nó không phải như vậy nữa. Hoặc là họ biết rằng mấy cụ đó lớn tuổi bây giờ thì rất là yếu về vấn đề internet hay là các cái kỹ thuật ở trên mạng xã hội, do đó thì bọn trẻ đó nó cứ la lối thôi, nó nói là bây giờ đấu tranh ở trên mạng xã hội là một cái phương pháp rất là mới, đấu tranh bất bạo động, đấu tranh cộng sản là phải áp dụng phương pháp này phương pháp kia, rồi thành lập những cái hội đoàn này hội đoàn nọ làm, và họ nói là chỉ họ mới biết. Do đó thì trong khá nhiều các cái diễn đàn, trong khá nhiều các cái nhóm mà được cho rằng nằm trong các cái tổ chức này tổ chức khác đó, thì họ vận động cho các cái con gà của họ và họ đánh bóng theo cái hướng như vậy, để sau đó thì sao dẫn đến những cái sự việc không phải là lôi kéo quần chúng hay là để mà chống cộng thật, mà là để làm những cái chuyện có lợi cho họ, thí dụ như họ đi tới đâu thì cũng được dúi tiền, cũng được quyên tiền, có khi là quyên tiền công khai, có khi thì người ta cũng quyên tiền một cách kín đáo. Tất cả những cái chuyện đó đó trên thực tế cho thấy rằng có người đã sống mà không cần phải đi làm gì cả, hoặc là có người sống mà đi làm những cái công việc nó rất là bình thường thôi, những công việc nhìn qua người ta thấy là không có đủ sống, lấy tiền ở đâu mà họ có, thậm chí là họ nói là họ còn gửi tiền về cho Việt Nam để ủng hộ cho phong trào này phong trào kia. Thì nói chung là chúng ta cũng nói lan man một chút thôi về những cái vấn đề như thế này. Tuy nhiên thì trở lại cái thông báo mà họp của Hội Anh Em Dân Chủ và luật sư Nguyễn Văn Đài, thì trong đó đó thì đài truyền hình SBTN kính mời các hội đoàn, quý hội đoàn đến tham dự buổi gặp gỡ. Đầu tiên hết thì SBTN cũng là một cái cơ quan mà bị đánh giá rất là nhiều. Nói chung là ở đây thì hai cái nhóm, một nhóm thì nói là ủng hộ SBTN và cho rằng là đây là tổ chức cơ quan mà truyền thông chống cộng, nhưng mà có người thì nói là không phải là chống cộng. Và SBTN đó có thể nói rằng là thời gian ở nói về chính trị của Hoa Kỳ đó thì SBTN cũng bị nói rằng thân dân chủ, cụ thể như có khá nhiều các chương trình truyền hình mà họ sản xuất ra, hoặc là có những cái sướng ngôn viên, những cái bình luận viên, hay làm những cái
người bình luận viên gì đó chuyên môn là chửi ông Trump suốt trong một khoảng thời gian rất là dài, mà ngay cả trong cái thời điểm như hiện nay khi mà ông Trump xuống rồi đó, họ cũng còn chửi với theo nữa. Và trong quá trình mà từ hồi mà ông Biden mà lên làm tổng thống đến hiện nay thì họ đi theo và họ ủng hộ cho đảng Dân Chủ và họ ca ngợi ông Biden lên tới trời. Thì những cái cách làm như vậy đó đã làm cho những cái người đồng hương ở tại Hoa Kỳ, những người ngay cả trong cái lực lượng cờ vàng đi nữa, lực lượng gọi là chống cộng, thì người ta cũng quay lưng lại với cái xu hướng như thế, bởi vì cho rằng là họ ủng hộ ông Trump mà họ ủng hộ cho đảng Dân Cộng Hòa, thì họ nói rằng đây là cái đám Dân Chủ hoặc là đám Dân Chủ cụi, thì cái kiểu mà mày chửi những cái người mà người ta thần tượng hay là cái đảng phái của người ta, cho nên họ đã quay lưng và họ không thích cái đài này, thậm chí là họ chụp cho cái đài này là làm bất lợi cho cái cuộc chống cộng nữa, cái cuộc mà gọi là đấu tranh dân chủ nhân quyền nữa, và nó mang màu sắc rất là cục bộ. Thí dụ trong thông báo chúng ta thấy rất là rõ là họ chỉ mời là gì, mời hội đoàn, và SBTN cũng bị cho rằng là có liên quan tới những cái đảng phái gì đó gọi là chống cộng ở tại hải ngoại chẳng hạn. Những điều này chúng ta sẽ tìm hiểu thêm và tìm sẽ có những cái chứng cứ hay là không chứng cứ gì đó để đưa ra chứng minh. Tuy nhiên đó thì trên cái thông báo cho thấy rằng đài truyền hình SBTN chỉ mời quý hội đoàn thôi, họ không mời đảng phái nha, và cũng có chả có mời cái anh báo chí nào cả, bởi vì báo chí hay là các cái YouTuber hay là nhiều cái người khác mà muốn đến tham dự đó thì phải với tư cách là hội đoàn, chứ còn với tư cách là báo chí người ta không mời, không có hoan nghênh, gọi là muốn độc quyền về cái bản tin như thế này. Nhưng mà thật ra thì cái cuộc hội luận như thế này thì có phải là một cái vấn đề mà nó quan trọng đến nỗi mà thu hút người khác hay không? Thì đối với chúng tôi thì chúng tôi thấy rằng không bao giờ là một sự thu hút cả, bởi vì ngay cả như Nguyễn Văn Đài không phải là một cái tên tuổi mà nhiều người họ thích. Thí dụ như ông Nguyễn Văn Đài thì lúc nào cũng tự xưng là luật sư, sau khi mà qua tới bên Đức rồi với cái chương trình gọi là nhân đạo thì ông Nguyễn Văn Đài lập ra một cái kênh YouTube xưng danh rằng là luật sư Nguyễn Văn Đài, trong đó làm rất là nhiều các chương trình, và những cái chương trình mà ngay cả những người chống cộng đó người ta cũng không chấp nhận được, bởi vì có nhiều cái bản tin đưa ra theo cái thuyết âm mưu rất là nhiều. Thí dụ như là Bộ Chính trị của Việt Nam tới đây trở cờ, ông này đánh ông kia phe này đâm phe nọ, rồi nào là tới đây này người này lên người kia xuống, rồi cơ cấu tổ chức gì tùm lum, nói những cái điều giống ai cũng biết là mò kiểu là để mà câu view câu like để mà kiếm sống ở trên YouTube, hay là để mà muốn đánh bóng tên tuổi trên YouTube gì đó, chứ còn không phải. Và đưa ra những cái tình tiết mà cách biện luận như vậy đó nó rất là ngờ ngợt và làm cho cái người chống cộng người ta cũng cười, nó đừng nói chi những người trong nước, những người trong nước thì họ thấy rất là khinh khi rồi, họ không bao giờ họ chấp nhận hết, bởi vì không có một cơ sở, mình xưng danh là một cái luật sư thì lẽ ra phải nói lý lẽ nó chặt chẽ và phải có các cái cơ sở đàng hoàng. Và cái cách mà Nguyễn Văn Đài xưng danh là luật sư đó cũng bị chỉ trích rất là dữ dội, bởi vì căn cứ theo pháp luật thì rõ ràng là Nguyễn Văn Đài là luật sư của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trước khi bị bắt, và sau khi mà có một cái sự sai phạm liên quan đến luật sư Lê Thị Công Nhân trong một thời điểm rất là dài rồi, sự việc này nó đã xảy ra 20 năm, mười mấy 20 năm rồi, và sau đó thì đã bị đoàn luật sư của Hà Nội, ngay cả liên đoàn luật sư của Việt Nam đã không có, coi như là chính quyền của Việt Nam đó, nói chung là người ta đã xóa cái tư cách luật sư của Nguyễn Văn Đài, và Nguyễn Văn Đài không còn là còn cái thẻ luật sư hay là ngay cả không còn cái chứng chỉ để mà hành nghề cái nghề luật sư nữa, và không có một cái tư cách luật sư. Nhưng mà họ đã trong suốt thời gian vừa qua đó thì Nguyễn Văn Đài sau khi bị ở tù cái lần thứ hai nữa rồi được đi nhân đạo thì cũng cứ tự xưng là luật sư, lúc nào đi đâu cũng hô mình là luật sư, ngay cả trên đài truyền hình đó, ngay cả trên cái kênh YouTube của Nguyễn Văn Đài cũng nói là luật sư Nguyễn Văn Đài. Thì tất cả những cái điều này á bị người ta nói rằng là ủa luật sư gì kỳ vậy, luật sư mà ngay cả bản thân mình mà mình cũng không có giữ được, mình cũng không có bảo vệ cho mình được, để cho chính quyền của Cộng sản người ta khởi tố và người ta đem mà xét xử hai lần, và cái bản án nếu như mà không có được mà chính quyền Cộng sản mà nó không mở tay vòng tay mà gọi là nhân đạo ra một chút mà để cho ra đi đó, thì bây giờ có lẽ là phải bị chấp hành án cùng với những cái nhóm, những cái hội viên của mình.
Tức nghĩa là bây giờ lẽ ra phải ăn cung tù chứ không phải là ngồi đây để mà nói dốc. Và cái nữa đó thì họ nói rằng Nguyễn Văn Đài xưng là luật sư như vậy là còn nuối tiếc với chính quyền cộng sản, hay là họ hay là Nguyễn Văn Đài vẫn là chứng minh rằng mình là cái người nằm trong cái đất nước cộng sản đó. Nói chung thì cái luật sư là cái được cấp bởi cái quyết định hành chính của bên chính quyền của Việt Nam, và người ta ghi nhận là cái sự đào tạo trong một cái người có một cái bằng cấp thiết là đại học luật, và thông qua một cái kỳ gọi là tập sự và sau đó phải thi chính thức và đã trở thành cái luật sư đầu tiên, hết là tập sự, sau đó là tập luật sư chính thức và bắt đầu mới cho hành nghề. Và người ta cấp hai cái loại thẻ, một thẻ là thẻ luật sư, một cái là chứng chỉ luật sư. Và khi mà để có những điều đó đó thì phải phải đáp ứng các quy định của cái luật pháp của Việt Nam, trong khi mình thì một cái sự vi phạm. Mình hiểu được luật pháp của Việt Nam, mình tôn trọng luật pháp Việt Nam, mình mới mới có thể mà tự xưng mình luật sư được. Trong khi đó thì mình lại không tôn trọng, hoặc là mình đã vi phạm, hoặc là mình dốt mà mình không có không biết là mình vi phạm, cho nên là mình cứ lao đầu vào và cuối cùng thì mình bị bắt bỏ tù, và như vậy thì không xứng đáng nữa. Và bây giờ thì nói thẳng ra về mặt nguyên tắc, về mặt pháp lý đó thì không có tư cách gọi là luật sư. Gọi luật sư vậy nó rất là hổ thẹn. Thí dụ như rất là nhiều người khác á, người ta đi định cư ở hải ngoại, hay là người ta không, người ta có bằng luật sư, người ta không muốn làm luật sư nữa thì người ta không bao giờ xưng luật sư. Chúng tôi có những cái người bạn ngay tại Hoa Kỳ này, thậm chí là luật sư của Hoa Kỳ luôn, nhưng mà người ta không thành nghề luật sư, mặc dù là đã từng thi, đã có tên tuổi ở trong cái bar association của California, nhưng mà người ta vẫn không xưng luật sư bởi vì người ta đi làm một cái nghề khác. Thì cái việc mà luật sư hay không luật sư nó rất là bình thường, mà tại sao phải đi xưng như vậy, trong khi mình đi đấu tranh cộng sản, mình chửi bới cộng sản, mình chê nó là không có luật, mình chê nó không ra gì, mình chửi bới, mình đưa thuyết âm mưu đủ thứ chuyện hết, nhưng mà mình lại sử dụng cái mà họ ban cho, đó là cái bằng luật sư. Thì đây là cái điều mà nhiều người mà họ đó đấu tranh dân chủ thì nói là đấu tranh dân chủ là đấu tranh gọi là minh bạch, công bằng, văn minh gì đó, chửi cộng sản là thiếu cái này thiếu cái kia, trong khi đó mình là một người rất là nhọc nhằn, mình một cái người nhận vơ, mình là một cái người mà đã bị tước bằng rồi, một cái nghề đơn giản nhất trong mấy chục ngàn các luật sư, hàng chục ngàn luật sư ở trong Việt Nam làm không ai bị vi phạm, hoặc là rất là ít người những người bị vi phạm, nhưng mà mình vỗ ngực xưng tên là mình hiểu biết hơn mọi người, mình chửi những người khác yếu kém, mình chửi luôn làm đồng nghiệp với mình hay là những người mà ở trong Việt Nam có khi không nhận thức được, thì có mình mới là cái người sáng suốt để mà ban ra để chỉ dẫn chỉ dạy cho người khác, gọi là đấu tranh chống cộng sản. Thì đó là cái vấn đề. Còn đối với Nguyễn Văn Hải thì chúng ta thấy rất là rõ rồi cái tầm nhìn hay là cái khả năng của Nguyễn Văn Hải. Thì khi mà được đi sang Hoa Kỳ đó thì Nguyễn Văn Hải đã hình như là sau này thì cũng chỉ vào SBTN thôi, không biết là làm công hay là có một cái hợp đồng gì đó, mà người ta thấy là ông Nguyễn Văn Hải thỉnh thoảng có xuất hiện trên những cái chương trình của cái đài SBTN theo kiểu làm tự nguyện hay là trả tiền thì chúng ta không biết, điều này thì chúng ta hoàn toàn không biết thật. Nhưng mà thấy rằng ông Nguyễn Văn Hải cũng chả có đấu tranh gì nhiều, trên mạng xã hội thì cũng rất ít xuất hiện, lâu lâu thì mới xuất hiện một lần. Và người ta thấy rằng ví dụ như trước đây đó trong những cái nhóm mà câu lạc bộ nhà báo tự do gì đó thì những cái bài viết đa phần là của Tạ Phong Tần mới là một cái viết chặt chẽ và đầy đủ, và có những người khác nữa, chứ còn ông Nguyễn Văn Hải gần như không thấy một cái bài viết nào của ông Nguyễn Văn Hải. Người ta cho rằng ông Nguyễn Văn Hải chỉ biết chụp hình thôi, rồi sau này thì không biết rằng là có những cái lần xuất hiện thì có người hỏi thì có trả lời thôi. Nhưng mà bây giờ chúng ta thấy rất là bất ngờ, có những người thì trong mấy ngày vừa qua thì nói rằng là để cho ông Nguyễn Văn Hải gọi là điều họp chương trình, một cái chương trình hội anh em dân chủ để mà nói về cái vấn đề tiến trình dân chủ của Việt Nam, thì nói là không có đủ cái khả năng, hay là nói chung là cũng là nằm ở cái tầm rất là thấp thôi, bình thường thôi. Và nói với ông Nguyễn Văn Hải thì nhiều người ở tại hải ngoại có nhớ đến một cái thời điểm ông Nguyễn Văn Hải lúc mà mới qua Hoa Kỳ cũng không có lâu, sau đó thì có một cái sự vận động gì đó của đảng phái hay là hội nhóm nào đó,
được đảng Dân Chủ họ đưa vào để gặp ông Obama, không phải là gặp ông Obama trong một cái chương trình nói về cái vấn đề mà nhân quyền của một số những cái nước trên thế giới, và trong đó thì họ cũng mời một vài người, những cái người mà đại diện của nước này nước kia nước nọ, thì họ đưa ông Nguyễn Văn Hải ngồi đó để mà làm một cái bình phong, để mà trong cái bài nói chuyện hay là một cái vật phát biểu, một cái thông điệp mà ông Obama đưa ra, chứ không phải là có một cuộc tiếp xúc. Mà nhiều người thì cho rằng ông Nguyễn, có những người mà họ bênh vực ông Nguyễn Văn Hải thì cho rằng là ông Obama tiếp xúc như vậy giống như là tiếp xúc với ông Nguyễn Phú Trọng, là tiếp xúc với những nguyên thủ quốc gia khác. Đây là một cái điều rất là buồn cười. Hoặc là trong cái thời gian vừa qua chúng ta thấy là mẹ nắm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh cũng vậy, có một lần được vào vào dinh tổng thống, và như vậy thì cứ nghĩ rằng mình ở trên trời, nhưng mà không phải, người ta chỉ đưa mình ra giống như là vật trang trí thôi, những cái vật trang điểm, một cái bình bông hay là một cái món hàng nào đó đặt trong cái khung cảnh đó, để mà cho cái bài nói chuyện hay là những cái chương trình dân chủ nhân quyền như của Mỹ để mà đi lòe với thiên hạ chơi thôi. Họ làm như vậy thôi, chứ không phải là nói rằng có khi là ông Obama tiếp xúc tôi rồi, nói ông Obama không muốn tiếp xúc ông Nguyễn Phú Trọng nữa, hay là ông Nguyễn Xuân Phúc, hay là ông chủ tịch nước của Việt Nam nữa, hoặc là đại loại như vậy, thì không có những cái chuyện như vậy. Và những cái chuyện mà nâng cái tầm quan tưởng lên đó thì cũng rất là dễ xảy ra trong những người mà họ chống cộng. Người nào cũng vậy ạ. Trong cái nhóm mà gọi là ở tù ở trong Việt Nam sau này đó, trong cái nhóm mà gọi là tù nhân lương tâm, thì có người nói là tôi nên nè, tôi ở tù 7 năm, tôi mới là thần thánh, tôi mới là lãnh đạo, tôi biết cộng sản nhiều hơn, tôi viết lách giỏi hơn, tôi mới là dữ dằn. Còn cái người kia nói tôi ở tù 6 năm, tôi mới là giỏi đây, tôi là đã từng trước đây làm trong nhà nước, hoặc là tôi như thế này như thế kia, hoặc là có người nói là tôi là nằm trong cái, tôi là được cái này được cái kia, đủ chuyện hết, ai cũng dành mình là hạng nhất hết, không có ai chịu ai cả. Chính vì cái điều đó đó, chúng ta thấy hàng chục người mà gọi là tù nhân lương tâm khi mà đi sang Hoa Kỳ thì cũng giống như cái củ khoai lang vậy, nó tách rời ra hết, không ai dính với ai cả, không có một cái sự nào dính dáng gì. Thậm chí rằng người ta mở miệng ra còn bị những người chống cộng, những người mà ở bên đây họ soi ủa này là người này là xuất thân ở đâu, tội gì, trước đây ở Việt Nam làm sao, có phải là công an không, có phải là bên ở bên quân đội hay không, hay là bộ đội hay không, người ta gọi là bộ đội sao vàng, hay là người ta gọi là công an nhân dân gì đó của Việt Nam, an ninh Việt Nam gì đó, đủ thứ chuyện hết. Và những cái điều đó đã bị tẩy chay và bị xa lánh, và họ hoàn toàn bị vô hiệu hóa, không có hoạt động gì cả. Do đó thì một cái chương trình mà bây giờ gọi rằng là cái chương trình chủ đề tiến trình Việt Nam và tiến trình dân chủ như thế nào, mình nghe nói là biết những cái chương trình cũng nói dốc rồi, những cái mình đưa ra hoạch định nói cho vui rồi. Và tất cả đó bây giờ có một số cái sự chỉ trích, chúng tôi không muốn nói là tên ai, và cũng sẽ có những video clip nếu mà đi sâu hơn về vấn đề này, chúng tôi sẽ trích dẫn đó là những người nào, thậm chí là có thể là tiếp xúc để mà phỏng vấn vài người liên quan đến vấn đề này. Nhưng mà nghĩ rằng đây là vấn đề không phải là vấn đề quan trọng lắm, chỉ lướt qua và thấy, và cũng muốn đưa đến cho quý vị thấy được rằng là trong cái cộng đồng Việt Nam ở tại hải ngoại, không phải là người ta hoan nghênh những người như thế này, hay là những cái hoạt động gọi là đấu tranh dân chủ nhân quyền mà cứ đi rêu rao rằng là ở anh có thể là mang lại cái hiệu quả, và thậm chí còn muốn lấn át hay là dạy dỗ những người mà chống cộng ở bên hải ngoại, và họ muốn làm chủ các cái tình hình và cho rằng cái xu thế này. Và hai người đó, thí dụ như trong trường hợp của Nguyễn Văn Đài, chúng ta đã biết rồi, một cái gia đình xuất thân thì rõ ràng là đỏ chét rồi, ngay cả Nguyễn Văn Hải cũng vậy, đã từng là bộ đội rồi. SBTN thì có những cái chương trình trước đây đưa Thanh Toàn về Việt Nam, người ta cho rằng dĩ nhiên là có một sự thỏa hiệp với Việt Nam, chứ không có thỏa hiệp làm sao mà có một cái chiếc xe dán cái chữ SBTN chạy khắp nước Việt Nam như vậy. Trong cái lúc mà nhiều khi nhiều người đã đi vào Việt Nam quay phim hay chụp hình gì, mà khi mà đem những cái băng ra khỏi Việt Nam còn phải kiểm soát nữa, thì cái việc mà một đài truyền hình gọi là chống cộng ở hải ngoại mà về cứ tung tăng như vậy, Thanh Toàn đứng ngay trên một cái góc phố nào đó trong Việt Nam, đứng trước cái chiếc xe mà xe van lớn của mình á, có chữ SBTN đàng hoàng để làm phóng sự. Đây là cái điều mà khó có thể xảy ra, cho nên người ta nói rằng cái cuộc mà họp như thế này, cái cuộc mà
mà bàn về các vấn đề dân chủ, mà ngay trong SBTN, rồi ngay cả về một cái sự việc như thế này, là kể cả ba người đó, thì kể cả ba hai người và một cái cơ quan SBTN, thì rõ ràng người ta cho rằng là đáng nghi ngờ. Nói chung là không có, người ta phản đối, nói thẳng luôn, có người là phản đối, bởi vì cho rằng Nguyễn Văn Hải là sao vàng, rồi ông Nguyễn Văn Đài cũng vậy, Nguyễn Văn Hải thì không phải là về vấn đề mà gọi là nhân thân đó, hay ngay cả vấn đề mà tự xưng luật sư, thì người ta thấy là không có thể tách rời được cái chủ nghĩa cộng sản rồi, về dính liền ở Việt Nam rồi, rất là luyến tiếc cái nghề luật sư đó. Cái nghề luật sư là một cái nghề rất là bình thường đối với Việt Nam bây giờ, nhiều cái đứa trẻ nó đã lấy được cái bằng đó cũng chả có là cái gì quan trọng cả, thậm chí là nhiều người có mà ta còn vứt đi, cũng không có quan tâm đến, người ta đi làm cái nghề khác thôi. Cho nên á, mình cứ tự xưng là luyến tiếc như vậy, thì rõ ràng là cái gốc cộng sản hay là những cái yếu tố cùi đó nó có còn hoài, cho nên rằng đây là một cái vấn đề đã bị chỉ trích, và chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi trong thời gian tới, thử coi có bao nhiêu những cái sự chỉ trích nữa, và những sự chỉ trích người ta sẽ đưa ra những cái lý luận gì khác hơn. Còn bây giờ thì xin tạm dừng lại đây, và sẽ trở lại quý vị trong một chương trình khác. Xin kính chào.